Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trần Thành Audio. Và như vài lần trước thì mình đã giới thiệu đến với tất cả các bạn nhiều mẫu loa hiệu Paramax. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và trải nghiệm thử cái chất âm của một cái dòng sản phẩm Paramax mới ra mắt, đó chính là cái dòng sản phẩm loa Paramax SC 2500 các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển loa xuống và lắc vào thành một bộ, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem cái chất tiếng của dòng loa Paramax đời mới SC 2500 này như nào với các bạn. Ở dòng sản phẩm này mình thấy có một cái sự nâng cấp rất đáng là chú ý nha các bạn. Thứ nhất là cái màu và sắc thì chuyển sang màu vân gỗ kiểu dạng cherry, cực kỳ là sang trọng. Ngoài cái khả năng karaoke và nghe nhạc ra thì mình nghĩ cái đô la Paramax SC 2000 này còn tăng thêm cái khả năng trang trí cho cái căn phòng của chúng ta. Với cái sự thay đổi về cái mặt căng lưới này các bạn, những cái dòng như là P850 hoặc những cái dòng thấp cấp hơn SC thì cái mặt căng nó bằng những cái điệu như đây, nó chuyển sang bằng cái lưới dạng thép hết rồi. Đây là cái mặt trước này, các bạn nhìn thấy là mặt sau của chúng ta rất là xịn sò đúng không ạ? Ví dụ các bạn khi mà nhìn thấy những cái đôi loa mà mắc tiền hơn một chút như của thương hiệu là JBL, BMW thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái sự nỗ lực cố gắng và đặc biệt là cái phần chi tiết nhỏ tỉ mỉ của Paramax không hề kém cạnh tất cả những thứ lớn một chút nào đâu các bạn. Chất lượng cực kỳ là ok. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thử một vài bản nhạc để cùng nhau trải nghiệm cái chất tiếng của dòng Paramax này nhé. Với cái khả năng tái tạo âm thanh cực kỳ là trung thực qua một cái giai điệu nhạc vừa rồi mình các bạn đã trải nghiệm, thì ngay sau đây chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử xem với khả năng hát karaoke thì sự tái tạo âm thanh của dòng sản phẩm loa Paramax SC 2500 chúng ta như nào nhé các bạn. Kết hợp với cặp loa này của chúng ta thì chiếc micro có dây Karawamax KH808 thể hiện cái chất lượng âm rất là tốt nhé các bạn. Hello,